Dạ, kính chào quý vị khán giả. Hiện tại Colum Anh đang có mặt tại công viên Quy Nhơn. Ở đây đối diện với trường đại học Quy Nhơn thì hôm trước thì đoàn mình có ra đi tìm một cái nhân vật để làm tiếng rao 4.0. Một nhân vật mà Colum Anh nghĩ là rất là hay luôn. Đó là cái chú bán kem mít. Nhưng mà rồi sau đó đi không tìm ra chú. Chắc là bà con, chắc là quý vị các bạn vẫn còn nhớ cái clip đó mà mình tìm. Đi vòng vòng mình tìm chú còn tiếng không ra xong, nhưng mà hồi team của mình có ở lại một buổi và sau đó thì team mình tìm ra được chú. Đó, mà nghe nói chú hay ngồi ở trong ở công viên này mà đối diện với lại trường đại học Quy Nhơn. Thành ra là hôm nay mình cũng đang tìm đường quay trở lại, mình tìm chú. Ở công viên này sát với bờ biển rất là mát, rất là dễ chịu. Ở công viên giờ này thì 1 giờ trưa cho nên không có ai hết. Với đoàn mình mới vừa đi ăn ngược nắng á. Công viên đẹp quá mà con ơi, trời ơi. Mới đi ăn, cả đoàn mới vừa ăn xong cái bánh xèo tôm nhảy, trời ơi nó ngon ve kêu. Lang thang không biết có hên, nếu hên gặp may mắn được gặp được chú thì đỡ, còn không thì phải vô nhà chú. Cũng may là đội ngũ của mình thì tìm ra được cái nhà của chú rồi. Đó, giờ mình đang đi dọc bờ biển, mình xem qua chú coi. Nói là trời mát quá, công viên đã vậy sợ. Sát bờ biển nhìn như chắc cũng có người tắm quá. Ê, chiều mang ra mang đồ đây tắm biển được á mấy đứa. Ồ, có bãi biển luôn kìa, đã chưa. Công viên này bước một bước xuống là xuống tới bãi biển luôn. Ồ, bãi biển này cát vàng dễ sợ luôn, đẹp quá. Ồ, trời ơi, ở đây làm chương trình The Journey có lý rồi nha. Ồ, cát đây nó vàng quá vậy ta. Ồ, cát vàng ống luôn mà con, đã không? Wow. Trời, đi tắm biển đâu xa, chiều ra đây tắm nè. À, bên kia là cái ngọn núi, nó để cái tên là Gần Ráng Tiên Sa. Nó giống như là một cái cù lao giáp với đất liền. Phải nói là cái bãi biển của miền Trung mình đẹp thiệt á, đúng không bà con bác? Đó, đây là cái bãi biển ở Quy Nhơn. Như có cái xe kem phải. Đây rồi. Chú ăn kem nó tên gì vậy ta? Chú ăn kem mít đó hả? Phải xe kem không? Đúng rồi, giống cái xe kem đó nè. Đảo quá nhanh nó chóng mặt. Phải đúng không? Nói chú gì trẻ vậy? Phải không? Phải không? Nó trẻ vậy? Ủa tưởng chú này cái chú thăm dạ, chú đang chú đang kiến hả? Đây chú này hả? Cái xe này của chú mà chú ngồi kia. Dạ chào chú. Dạ. Chú là cái chú bán kem trong truyền thuyết á phải không chú? Bữa kia đi kiếm chú gần giờ gần xỉu luôn. Dạ. Thì mấy hôm là bình thường là chú bán ở trường học, nhưng mà bây giờ Covid á là bây giờ chú phải đi bán dạo gì mà chú không. Dạ chú. Dạ. Con xin phép con gửi chú kia gắn cái micro cái nói chuyện cho nó bật cho khán giả nghe chút. Trời ơi, con tính ra giúp chú làm một tập tiếng rao nè. Dạ. Tiếng rao 4.0.
Nhưng mà cách làm sao chú đâu có biết đâu. Dạ, có gì con coi như là trước thì chú đi bán các trường học. Dạ. Còn bây giờ thì là các trường học là Covid rồi không bán được. Dạ, chú đi bán dạo luôn. Dạ. Chứ ông hiệu trưởng nói là nếu mà bán ở cổng trường là học sinh nó tập trung đông là lây. Nên là không có bán ở cổng trường nữa. À, lý do vậy. Ừ. Nhưng mà ở đây chắc Quy Nhơn chắc ai cũng biết chú hả? Đúng rồi, chú bán mấy chục năm rồi mà. Chú bán tới giờ mấy chục năm rồi chú? Chú bán cũng có 30, 34 hay là 36 năm rồi. Dạ, thưa chú, dạ. Hôm nay chú bao nhiêu, xin chú bao nhiêu chú tuổi? Chú 62 tuổi mà. Chú 62? Ờ. Giờ chú sinh năm 59 hả? Năm mấy? Còn cái năm á là chú là tuổi Sửu nha. À, tuổi Sửu. Chú là tuổi Sửu á, mà cái hầu đi bán á, là chú là có khoảng năm mười mấy tuổi là chú đã đi bán rồi. Ồ, tuổi Sửu là tính ra tuổi Sửu là hôm nay như ta? Tuổi Sửu là 62 mà. 62? Dạ. À, Tý Sửu. À, 61. Tuổi Tý là sinh năm 1960. Tuổi Sửu là năm 1961. 61 vậy là hôm nay chú cũng 61. Đúng rồi, 62 tuổi rồi. 62 tuổi ta, 61 dạ. Tuổi Tây. Ồ. Là mười mấy tuổi chú ra đi bán kem rồi. Dạ, bán hầu lâu. Giờ là mười mấy tuổi là chú đi lấy kem người ta chú bán hay là chú tự làm hay là ở nhà hầu chú làm? Hầu đó là nhà chú là nhà chú đã làm. Bà chú đã làm rồi xin đến phiên cái đời chú. Ồ, ồ, dạ. Dạ chú quý danh chú đầy đủ là gì chú? Chú họ tên chứ không có quý danh hết. Dạ. Đâu, chú họ tên không à? Họ tên chú đầy đủ là gì chú? Họ tên chú là Nguyễn Đức Khanh. Nguyễn Đức Khanh. Đức Khanh à. À, Nguyễn Đức Khanh. Ồ, đó là chú bán kem mít phải không chú? Đúng rồi. À, nghe cũng lạ, kem mít mà nói chú tự làm hết. Chú tự làm hết á. Rồi dạ. Nghe nói cái bánh quế chú cũng tự làm luôn. Chú tự làm luôn. Đó cái giờ đó con lại lấy cái em thử rồi biết liền. À, cái xe của chú phải không? À. Tưởng cái xe của chú kia. Ồ. Ôi hay quá, hên quá vậy. Rồi. Đó. Bây giờ em thử cái hả? Dạ. Chú cho con một kem mít chú làm nè. Ừ, có miếng mít luôn hay chứ. Có ăn kem mít không? À, có sữa rồi, có đậu phộng. Rồi, đây. Kem mít. Rồi, ai ăn vô lấy đi. Thằng cây gì chú bán nhiêu chú? 5.000. 5.000 cây. Mấy cây vậy? 5 cây. 5 cây hả? Nè. Rồi. Chắc anh em gọi anh bằng anh đi. Anh em năm nay cũng gần 60 rồi. Yeah. Em năm nay 54 rồi. Thì chú bán ở đây lâu năm rồi. Ở Quy Nhơn ai cũng biết chú. Anh nhưng mà là chú của mấy đứa nhỏ. Rồi riêng của em là không có sữa nha. Rồi. Đó. Ăn thử cái kem mít của anh Khanh xem sao. Rồi anh vợ con đồ cho em đậu phộng nhé. Đậu phộng. Yeah. Anh được mấy cháu anh? Ba cháu. Rồi đây. Rồi em nào ăn nữa nè, phải không? Rồi còn ai nữa không? Dạ còn 4 cây nữa. 4 cây nữa. Em nữa là 5 mất đi. Ngon quá. Ủa mà anh không làm kem gì khác mà anh làm kem mít hả? Ngồi vậy. Có khi mà mua sầu riêng á. Sao anh làm sầu riêng, kem dừa hay gì anh làm kem mít không à? Có khi chú làm, chú bán ớ là chú chuyển qua chú làm cái khác. Tại khi làm mua sầu riêng á, là mua trái sầu riêng làm. Chứ còn hương liệu nó chú không làm. Mua nguyên trái á, vậy làm. Tới mùa thì bạc bỏ vô mùa nấy. Một cái kem là 5.000. Rồi. Một ngày nếu mà bình thường mà không có trước dịch anh bán ở trường anh bán được bao nhiêu cây anh? Một ngày khoảng trên 100 cây. Trên 100 cây, ôi cũng đỡ ha, trên 100 cây cũng được khoảng 500 ngàn đi. Còn cái mùa này là thôi thua không, luôn. Từ dịch hôm giờ là không. Ngày được 50 cây không? Chắc không tới luôn á. Cầu cho đủ sống như thế là được rồi. Không, hiện tại giờ bây giờ trung bình một ngày mà không có vậy thì được tới 100 cây không? Không có không. Mấy hôm công viên đông thì bị bán được. Mà trước dịch là 5,
Một ngày 100 cây. Còn rất mấy ngày, mấy chục cây, hai ba chục cây. Ngày đúng rồi, ngày bán được nửa, nói chung là được nửa. Nửa, mấy hôm là bán 100 cây, giờ bán được 50 cây vậy em. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà trước bán ở trường học thì nó dễ hơn anh hả? Đúng rồi. Đứng học sinh nó ra nó mua rồi đúng không? Đúng. Học sinh nó ra nó mua ngày hai buổi, buổi sáng và buổi chiều. Từ hôm giờ dịch ông trưởng rằng nó vậy thôi. Chứ bây giờ mình đứng mình bán là mấy đứa học sinh nó bù lại nó mua là sợ dịch nên anh ông đã nói vậy thôi. Cái này nó dẻo dẻo ngon quá. Cái cây mà anh làm sao dẻo dẻo hay không ta? Có, mình làm đúng cái bột của nó. Còn cái bánh này anh tự làm luôn? Tự làm luôn á. Bánh á, em coi. Giờ ăn nó cũng vô. Bánh ăn không cũng ngon nữa nè. Ngon nè, ngon nữa nè. Anh làm ở nhà có khuôn hay sao? Có. Ồ, rồi anh làm thường, anh làm giờ nào rồi anh mới đi bán? Cứ làm một lần vậy là bán được một tuần. Rất rộng rộng lên. Chủ nhật là, chủ nhật là nghỉ. Chủ nhật là nghỉ, nghỉ ở nhà làm bánh. Rồi thứ hai là đi bán. Thường anh làm giờ nào anh? Mấy giờ? Thường là làm bánh hay? Hay là làm kem? Làm bánh với làm kem á, anh làm làm thường là sáng sớm dậy làm. Sáng sớm làm dậy làm 4 giờ sáng á. Trời. Mấy giờ anh đi bán mà 4 giờ sáng? Cỡ 4 giờ sáng dậy làm là cỡ 7 rưỡi. 7 rưỡi là đi bán. Tức là làm cỡ chừng 1 tiếng 2 tiếng hồ là xong rồi. Rồi làm cả kem cả bánh luôn hay là bánh anh làm trước? Bánh làm trước. À. Bánh là chủ nhật sáng chủ nhật làm sẵn luôn một mấy trăm cái để sẵn luôn rồi để sẵn vậy cứ một tuần làm lần tuần làm lần. Rồi cái bánh ngon quá thiệt luôn á, ăn kem mình khoái với ăn cái bánh quế này nè, không biết cái bánh quế là không biết các bạn thấy làm sao, mình cực kỳ khoái cái bánh quế này. Làm thủ công là dễ thương không rồi. Nhà anh có cháu nào theo nghề của anh không? Học à. Vì khổ quá. Con anh chắc lớn hả? Lớn rồi. Con vì, anh được mấy cháu anh? Ba cháu. Ba đứa. À. Mà giờ đi làm không ai theo nghề bán kem. Thấy khổ quá, thấy là vất vả. Nên không con làm. Nhưng mà cái nghề bán kem, nghề kem này là từ thời ông già của em á. Ông già của anh để lại. Để lại. Ồ. Là ông già cũng bán ở đây luôn, cũng làm kem bán ở đây luôn. Trời. Vậy là nếu mà tính tới đời anh là chắc cũng phải 50-60 năm á ha. Nhưng bây giờ hầu cũng dạng làm mà hầu cái thời kỳ mà thời kỳ bao cấp á là đi bán kem sướng lắm. Ít có đồ ăn, hầu đâu có học sinh đâu có gì ăn đâu. Cái kem đồ cất ổ xài vậy thôi. Nên là bán cũng có tiền. Tiến ba giờ thời kỳ mở cửa ở đây thì nói chung là mua bán khó khăn rồi. Cái này siro hả anh? À đúng rồi, chai siro á. Còn cái xanh xanh này là gì? Xanh dứa. À xanh dứa. Đó. Đó, có hai cái chai. Đó. Tùy theo các bạn thôi, nên thích cái nào thì rót rưới cái đó. Cái này anh cũng tự làm luôn? Không, cái đó là mua cái đi trong siêu thị á. Cái chai to vậy nè, cái chai cao vậy nè. Gì mình rót vô. Chứ tôi làm đây là không được đâu. Trời ơi, bữa đi kiếm anh mà nói chung là phải nhờ coi như cả cộng đồng post lên cái kiếm không ai kiếm ra hết. Rồi em đi cả một ngày kiếm anh không ra luôn á. Dạ hả? Vậy... thấy một cái hình của một bạn, nó chia sẻ trên YouTube, trên Facebook á. Rồi nói kem tuổi thơ mà đi kiếm. Vậy đưa lên cái đó là mấy người biết em liền à? Ừ. Chỉ liền à? Cho em ăn cái này nha, tặng đâu, em. Đâu. Quá ngon quá. Xong rồi lên cái bà con ta nhắn nhau quá trời luôn trên đó, người ta hỏi chỉ giùm cho chú Coleman đi tìm anh á. Tại em có cái chương trình tiếng rau, tức là em đi đó những giống như những người bán giống anh vậy nè. Đó, bán vỉa hè hay là, nhưng mà những cái đồ anh phải tự làm. Đúng rồi. Đó, thì kem là thật ra là cụ đó cũng là một cái dạng một cái xe kem tuổi thơ về là cũng là rất là hay nè. Kem là cũng cho anh Khanh tự làm luôn, chú Khanh tự làm luôn các bạn. Tự làm bánh kem, bánh này kem là tự làm hết. Cái dù thấy bà con, cái dù nó hương. Cái dù này chắc là phải vô viện bảo tàng luôn. Trời ơi,
Rồi sáng sáng anh đạp cái xe anh đi hả? Đúng rồi, đạp xe đi đi. Tôi đặt tả cái xe đồ gấp thì hết. Quang lùi lên chút đó. Đó nhìn cái xe của chú cũng đủ thấy thương rồi. Trời ơi, cái xe này anh chế luôn hả? À. Ồ, cái xe này đóng luôn, tự đóng á. Tự đóng. Xe tự đóng luôn. À. Rồi mỗi sáng anh đạp đi. Anh đạp hay anh đẩy đi vậy? Đạp, đó ngồi vậy đạp đi. Đây em chạy thử nha. À chạy thử này có cái thắng này thấy dễ, thắng này đứng lại. Chả này giống như xích lô vậy đó. À đúng rồi. Này giống rồi. Như xe xích lô nè. Đúng 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 như cần gạt đó. Trời ơi, nghề của chàng mà. Nghề của chàng xin nàng đừng hỏi. Ai cà lem mít không? Ai cà lem mít không? Cà lem mít, cà lem mít đây. Cà lem mít số 1 Quy Nhơn đây. À sao? À, hôm bữa vô nhà. Cà lem mít số 1 Quy Nhơn đây bà con các bác ơi. Đó, bữa nay mới vô lại Quy Nhơn hả? À. Trời. Cái xe này chạy mát rượi luôn, lại có cái dù quá ngon luôn. Vô này mấy anh quay phim ơi, mấy anh đứng nghe em ủi mấy anh đáng chịu nha. Ngày nào cũng có dư. Mà rồi vô cua nè. Chị chán thì chiều là chú về. Chứ giờ sức khỏe nó yếu rồi, tối bán nữa. 6 giờ chú về. Cỡ đúng rồi. 6 giờ chú về. Ai cà lem mít đây, cà lem mít đây. 5.000 một cây, 5.000 một cây nha. Ăn một cây được tặng thêm cái bánh quế nữa nha. Trường hợp bo cua luôn nè, đi nguyên vòng công viên cho vui nè. Trời đẹp quá. Chạy không khéo xuống biển thiệt luôn chứ mày giỡn đâu nha. Hai cà lem mít con ơi. Chào con. Trời ơi cà lem mít siêu ngon. Cà lem mít 50 năm nửa thế kỷ. Nổi tiếng Quy Nhơn của chú Khanh đây. Bà con các bác ơi. Sao không biết ông đó là cà la ta? Không biết nữa. Để thử. À không biết. Ủa, xe chú đổ xe là hay thiệt hay luôn. Thưa bà con cô bác là phải nói là chương trình Tiếng Rao giúp cho Colorman đã chạy được tất cả rất là nhiều loại siêu xe. Chắc bà con cô bác vẫn còn nhớ xe va đá bào rồi xe này xe kia xe nọ rồi xe đậu hũ, xe tàu hũ rồi xe bây giờ là tới xe kem. Cà lem đây mấy cô ơi. Ăn cà lem không? Ăn cà lem tôi đã ủi đáng chịu á. Ồ. 5.000 cây, 5.000 cây mấy cô ơi. Trời ơi, mặt mũi đẹp đẽ mà không có tiền hả trời. Nghèo lắm. Trời ơi. Khổ ghê. Thấy cơn nhở quá. Lắc nãy giờ rồi. Rồi. Thôi kỳ này ra Quy Nhơn làm cho chú một tập Tiếng Rao nha. À. Nha chú, để lại kỷ niệm. Trời ơi. Chạy tốc độ, sợ quay phim chạy theo không kịp rồi đó. Hay quá, thiết kế cái xe này chạy mát ghê. Cái nè. Chưa. Đó, quay cái rẹt ra nè. Đó. Đỉnh chưa? Đó, mà cái xe này là mình nếu mà
chở là có thể chở thêm một cái một mini này lên đây ngồi nè. Ừ, đúng rồi. Đó, lên đây làm để phụ bán nè. Xe kem chai cho con. Xe kem chai cho con. Thôi con gửi tiền đi chú. Gửi tiền chú. Chắc đợt tới là cứ vô đây là gặp chú ơi. Nhưng mà chú có điện thoại không? Chú không có điện thoại sao liên lạc con chú? Bữa chú đưa điện thoại cho ai mình đây sao? Dạ đúng rồi, bữa chú mà cho số điện thoại của con chú. Dạ. Cái gì các bạn thân mến, cái xe kem mít của chú Khanh làm tiếng rau quá hợp lý đúng không bà con? Dạ bà con, nếu quý vị các bạn cảm thấy yêu thích chú Khanh và cảm thấy đây là một cái nhân vật thú vị của tiếng rau thì các bạn để và góp ý nha, các bạn để góp ý bằng các bình luận trên cái video này nhé. À, hy vọng là mình sẽ đủ duyên để mình ra Quy Nhơn mình làm thêm một tập nữa. Dạ. Và mình cũng chưa tới nhà chú nhưng mà chắc là mình nghĩ mình tới nhà chú thì sẽ thú vị hơn nữa. Nè. Tới nhà chú thì chú còn làm kem tại nhà. Đó là làm bánh tại nhà làm luôn. Dạ. Chú Nhật nè, chú Nhật đây là chú làm cây. Chú Nhật là chú nghỉ ở nhà chú làm bánh. Dạ. Một ngày 50 cây, nếu mà bán nhanh thì chắc bán 200 cây nổi không? Anh làm nổi không? Làm trước hay được? Thì nếu mà 200 cây thì làm một cái thùng đây là đủ 200 cây đó. Thùng kem đó. À, một thùng đủ 200 cây đúng không? Đúng đó. Đó. Tức là vậy nè, các em làm anh cái chương trình này. Dạ. Thì thứ nhất là ban tổ chức của chương trình đó. Đó, mấy đứa đó ban tổ chức, trưởng ban tổ chức á là có thù lao cho chương trình đó là 20 triệu cho anh. Dạ. Rồi, còn bữa đó bán thì khán giả họ sẽ ủng hộ anh. Dạ. Họ ủng hộ thì họ tùy hỷ. Đó, một cây anh bán 5.000 nhưng có người thì họ mua 50.000, có người thậm chí có người mua 500.000 luôn. Dạ, rồi, để ủng hộ anh đó. Dạ, rồi, cảm ơn. Thì đó mình gom thì tổng cộng thì một buổi bán vậy thì trung bình là mình cũng sẽ có thể là kiếm được 10 20 triệu của chương trình, với lại thêm khoảng hơn 10 triệu, mười mấy triệu nữa thì cũng được ba mấy 40 triệu hên xui. Dạ. Và nếu như trong vòng một tiếng mà em không bán giúp được cho anh 200 cây á thì là em sẽ thua, em sẽ chỉ bồi thường đền, coi như bồi thường cho anh 10 triệu nữa. Đó. Rồi. Tức là đó là nó như một, giống như một cái game vậy đó, cho vui mà. Rồi. Mà thông thường thì em ít có thua lắm. Nói chung đủ hết rồi chứ không có thua. À, cái gì đó bạn thân mến, như là Coleman cũng thường hay chia sẻ về cái chương trình Tiếng Rau 4.0. Thì thật ra Tiếng Rau 4.0 nó không chỉ thuần túy là một cái chương trình mang tính thiện nguyện, mà ở đây thì mình muốn thông qua Tiếng Rau mình quảng bá cho cái văn hóa ẩm thực, đặc biệt là cái ẩm thực đường phố của Việt Nam mình nói chung và ẩm thực đường phố ở các cái thành phố lớn của nói riêng, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh rồi Quy Nhơn chẳng hạn. Thì cái ẩm thực đường phố của Việt Nam mình nó rất thú vị. Và đâu đó thì cái tiếng rau đã lâu lắm rồi mình không còn nghe nữa. Nó giống như là nó là ký ức của tuổi thơ, nó là một cái nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống của mỗi người dân Việt Nam. Mình tin chắc là như vậy. Ở cái thế hệ của tôi hoặc là ở thế hệ của như anh Khanh thì ngày xưa là mình vẫn còn nhớ ông bà, đặc biệt là bà mình, mẹ mình rồi đi buôn gánh bán bưng. Ai mua bánh mì, ai mua đậu hũ nóng vân vân, hoặc là ai mua kem, hôm đó là những cái tiếng rau nghe vậy, nhưng mà nó rất là thân thương. Đó, thành ra là cái mục đích của chương trình Tiếng Rau là không chỉ là giúp đỡ cho những cái nhân vật giống như anh Khanh hoặc một số nhân vật của Tiếng Rau, mà chúng ta còn giữ lại cái nét văn hóa mà nó phải nói là rất là đáng yêu. Đó là cái Tiếng Rau, đó là văn hóa, đó là ẩm thực đường phố của Việt Nam mình. Cho nên mình nghĩ đây là, rồi bên cạnh đó cũng cho thấy là cái tinh thần, cái nghị lực, cái ý chí của những cái người giống như là anh, giống như chú Khanh, giống như anh Khanh. Đó, mặc dù là đời sống rất là, các bạn thấy rồi, nói chung là đời sống là rất khó khăn, nhưng mà lúc nào thấy chú cũng cười tươi vui vẻ. Mỗi lần nói cái nghề chú làm kem sao là chú kể gương mặt chú rất rạng rỡ, nụ cười rất rạng rỡ, chắc chắn là quý vị các bạn nhìn thấy chú đáng yêu vô cùng. Dạ. Thì mình cũng muốn là thông qua những nhân vật Tiếng Rau để truyền tải đến với quý khán giả một cái thông điệp, đó là hãy sống một cách rất là lạc quan. Cho dù người mình có làm bất cứ cái ngành nghề gì, chúng ta yêu nghề là chúng ta sẽ thấy cuộc sống ta nó rất là ý nghĩa. Đó là những cái ý nghĩa cơ bản
cốt lõi của tiếng rau mà Coleman muốn mang đến cho quý vị khán giả. Cho nên chính vì vậy mình nghĩ là mình sẽ quyết tâm mình làm một tập để cho làm một kỷ niệm. Mình nghĩ là đây là sẽ là một cái kỷ niệm rất đẹp với chú Khanh, bởi vì chú Khanh là tiếp nối cái nghề là cái xe kem này từ đời của bố chú, tức là cũng hơn 50 năm, 60 năm rồi. Yeah. Nó là một cái ký ức phải nói là rất là đẹp đẽ. Đâu đó chắc sau này cũng không biết rồi, sau cái đời của mình rồi còn thấy những cái xe kem như thế này trên bãi biển của Quy Nhơn nữa hay không, hay là nó sẽ là những cái xe kem rất là lộng lẫy, rất là tráng lệ, rất là đẹp. Nhưng mà đây là những cái gì nó thuộc về tuổi thơ, và bao giờ cũng vậy, tuổi thơ đẹp đẽ, đúng không quý vị các bạn? Rồi thì comment xin được khép lại video này tại đây, và hẹn gặp lại quý bà con cô bác yêu thương tiếng rau, và đặc biệt là thành phố Quy Nhơn xinh đẹp. Dạ, cũng thôi em chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, đi kiếm anh quá trời quá đất luôn, bữa nay kiếm được cũng là có duyên. Dạ, thôi em hẹn gặp lại anh sớm nha. Rồi, rồi, dạ, dạ. Chắc khoảng chừng vài ba tuần nữa là dạ. em ra. Rồi có dạ. gì sẽ kết nối với anh ha. Dạ, số dạ. điện thoại thì anh số dạ, của con ra. Dạ. Đưa cho cái cô nhà đó. Ừ. Bà xã anh khỏe không? Bà xã anh khỏe. Xã bà không khỏe, bà cứ vậy thôi. Dạ. Bà sống được ngày nào thì bà. Ủa sao vậy? Bà bị ung thư. Bị ung thư quá là bây giờ. Cô bà xã anh bị ung thư hả? Bị ung thư từ năm nào anh? Ồ, bây giờ là được giữa trong Sài Gòn về là đến đây cũng được là 3 năm rồi. 3 năm. À, bác sĩ nói là 5 năm là vô tái khám, còn 2 năm nữa. Dạ. Yeah. 2 năm nữa là vô đó tái khám. Bà ung thư bà xã bà bị ung thư vú á. Ồ. Rồi. Đó. Tính kết thúc cái video mà lại nhận thông tin thì thôi, mình nghĩ lại càng thôi thúc mình sẽ cố gắng làm một tập để giúp anh. Mặc dù cái số tiền mà có thể làm được nếu mà maximum khoảng hơn 40 triệu thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng ngoài đó là một kỷ niệm, nó cũng sẽ góp một phần thuốc thang cho chị. Dạ thôi anh cố gắng anh ha. Rồi, rồi, dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ. Hả? Dạ. Dạ. Ủa cái trong cái thằng cái hộp này anh để gì anh? Đây nè. À, cái thùng kem trong đây. Cái thùng kem nè. Ồ, cái thùng kem nè, đây. Trong đây là có cái thùng. Thú vị ha. Ồ, cái thùng này mà to à nha, cái thùng này chứa chắc được tới hai khoảng 200 cái thùng đây nó ở ngoài nó là cái lớp xốp. Rồi trong ở giữa nó là lớp đá. Không, cái thùng này thì mới, mới sau là sửa sau này thôi. Nhưng cái xe ráp cái xe độc thiệt chứ. Rồi. Anh quay cho em một câu để gắn như treo lơ nha.